Quý vị và các bạn đang đến với bản tin nhận định AF Cup 2022. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Theo kết quả bốc thăm AF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ là đội tuyển Malaysia, Myanmar, Singapore và đội tuyển Lào. Thầy và trò huấn luyện viên Park Hang-seo có phần nào đó là lợi thế khi tiếp đón Malaysia và Myanmar trên sân nhà, trong khi chỉ phải đến làm khách trên sân vận động của Singapore và đội tuyển Lào. Dù được đánh giá cao, nhưng đội tuyển Việt Nam được đánh giá sẽ có một giai đoạn vòng bảng không hề dễ dàng. Cả Malaysia, Myanmar và Singapore đều có thể gây bất ngờ trước đối thủ, đó chính là đội tuyển Việt Nam. Vì thế, tất cả đều đang rất trông chờ vào tài thao lược của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo. Như thường lệ thì đội tuyển Việt Nam một lần nữa sẽ bước vào AF Cup năm nay với vị thế là đội bóng của Đông Nam Á có thứ hạng FIFA cao nhất và là đội duy nhất nằm trong top 100 FIFA. Dù không còn là nhà đương kim vô địch của giải đấu, nhưng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao tại kỳ AF Cup năm nay. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam so với năm 2021 không có nhiều sự thay đổi, thậm chí là có phần mạnh hơn so với năm trước. Trong năm vừa qua, các đội tuyển trẻ của chúng ta thi đấu rất thành công. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn như là Khuất Văn Khang, đó chỉ là một trường hợp điển hình. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam chắc chắn phải là chức vô địch. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước hết chúng ta cần phải vượt qua được vòng bảng. Nhìn vào tương quan lực lượng tại bảng B, không khó để đặt đội tuyển Việt Nam ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên, đây cũng là một bảng đấu hứa hẹn rất nhiều ẩn số. Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, thì nhiều người hâm mộ nước nhà vui mừng khi đội tuyển Việt Nam đã tránh được cả hai đối thủ rất khó chịu, đó chính là đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia. Nếu như phân tích kỹ về các đối thủ còn lại, thầy và trò huấn luyện viên Park Hang-seo chả khác nào đang rơi vào một bảng đấu tử thần. Thực tế thì ở bảng B này, ngoài Lào ra thì ba đối thủ còn lại đó chính là Malaysia, Singapore và đội tuyển Myanmar đều có khả năng gây bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam luôn phải căng sức ngay từ giai đoạn vòng bảng và không có nhiều cơ hội để nghỉ ngơi và xoay tua đội hình. Như vậy là với việc rơi vào một bảng đấu như thế này thì đội tuyển Việt Nam lúc nào cũng phải mang một đội hình chính của mình để có thể thi đấu từ ngay vòng bảng. Ngoài mật độ thi đấu dày đặc, cầu thủ trụ cột không có thời gian dưỡng sức thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cần tính tới việc bị lộ bài khi sớm phải bung sức ngay từ đầu tại giai đoạn vòng bảng tại bảng B. Ngoài đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao thì đội tuyển Malaysia đang là ứng cử viên sáng giá cho một trong hai tấm vé đi tiếp tại bảng B. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Pago, những chú hổ Malay đang có những màn trình diễn rất tích cực và gần đây nhất đó chính là đánh bại được đội tuyển Thái Lan tại King Cup năm 2022. Với lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến cùng với một số cầu thủ nhập tịch, Malaysia hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Lối đá của nhà Á quân AF Cup 2018 không chỉ còn dựa vào thể lực và sức mạnh mà cũng còn rất khoa học dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Pago. Hai đối thủ còn lại đó chính là Singapore và Myanmar được đánh giá là khá đồng cân đồng lạng đối với nhau. Dù đã 4 kỳ liên tiếp không thể vào tới trận chung kết, nhưng hai đội bóng này luôn sẵn sàng làm ngựa ô của giải đấu. Và tất nhiên họ hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta tại bảng B này. So với đội tuyển Myanmar có nhiều cầu thủ trẻ cùng lối đá chưa được định hình, thì đội tuyển Singapore được đánh giá cao hơn một chút. Những chú sư tử có lối đá hiện đại cùng với dàn cầu thủ có thể hình, thể lực tốt. Nếu tận dụng được khả năng chơi bóng bổng, đây sẽ là một đội bóng mà đội tuyển Việt Nam cần cực kỳ lưu ý. Một thông tin khác liên quan đến giải đấu năm nay đó chính là việc mới đây danh sách của đội tuyển Việt Nam đã được rút gọn xuống còn 25 cầu thủ cho chuyến làm khách đến sân vận động của đội tuyển Lào. 4 cầu thủ không tiếp tục cùng đồng hành với đội tuyển Việt Nam bao gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thành Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phạm Đình Huy. Trước đó thì đội tuyển Việt Nam đã nói lời chia tay hai cầu thủ, đó chính là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cương. Trong đó thì trường hợp của Trọng Hoàng đó chính là việc anh đã xin rút lui khỏi đội tuyển để điều trị thoát vị đĩa đệm. Sáng ngày 17 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu mở màn AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Và danh sách của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup năm 2022 bao gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toàn, hậu vệ có Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thành, Nguyễn Phong Hồng Duy. Tuyến tiền vệ chúng ta bao gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hải Huy, Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Quang Hải. Tiền đạo chúng ta có Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải,
Nguyễn Văn Toàn và cuối cùng đó chính là Nguyễn Tiến Linh. Sau tất cả, quý vị và các bạn có nhận xét gì về bảng danh sách này của đội tuyển Việt Nam thì hãy comment để chúng ta cùng nhau trao đổi. Nhớ lại đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến AFF Cup 2022. Xin chào và hẹn gặp lại!